Number one. Number two. Number three. Hello, chào các bạn. Hôm nay tất cả mấy anh em đấy mà đi trải nghiệm về các bạn nha. Đi đuổi sóc, đi bắt chim này. Là mấy anh em đang tách hình, tách hình. Thu gần xong các bạn ơi. Thế làm mấy món ăn cơm luôn, đói cơm rồi. 1 giờ các bạn. Đây cơm các bạn nha. Đây này. Làm cơm hết này. Rồi, đói cơm mà mình ăn xoài đã. Mời các bạn nha. Đói cơm mà ăn cái gì cũng ngon các bạn. Các bạn ơi, cái này thịt sóc ướp lá chuối các bạn. Cái này mặt ong đất thôi các bạn nha. Hai tổ luôn. Đây các bạn này. Chim nhiều lắm các bạn ơi. Đây. Chim không nè. Chụp ra pro bị gọt ra rồi.
Và thịt chóc của các bạn nha. Gần xong rồi đấy, chuẩn bị nhậu thôi. Anh đã gọi cho em bỏng rác này anh ạ. Này đây, này có tổ hủy giá. Này ra vào đây. Ông bên này xong. Mấy anh em đang ăn xoài, đói tôm là ăn xoài cuộn bụng rồi. Đừng quen đây này, đẹp đẹp lên về đây. Tiếp hành hành lại chúng ta thay con chim hành hành này. Ăn ba tay nè. Mà đừng đi, cái âm nó phải chim quá, âm là hôn này nè. Bông này nè. Hai chai nữa nè. Mà các bạn ăn cơm nha các bạn ơi. 2 giờ kém rồi các bạn. Mà các bạn nha. Xin chào các bạn nha. Đây là rượu đấy. Đây là lần trước. Rượu ngon quá. Đây là mùi này. Rượu tóc này. Ngon quá. Rượu ở đây rồi. Thank you.
điện nữa, rung mình có điện nữa. ไปต่อแล้วดีนะไปต่อแล้วได้ฟังต่อได้ทำยังไงบ้างเลยเดี๋ยว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 เดี
Ăn cơm xong xuôi rồi các bạn ơi, đang uống uống rượu nha. Đang thái xoài ăn xoài nè. Thật chính là đây mấy anh em ăn đâu để tu nó làm. Tôi đang thái mà. Cái này trong rừng các bạn nha, không phải ở nhà đâu. Chúng tôi luôn ở đây. Ồ, ở đây.
Rượu có nhiều lắm kìa, mang ba bì luôn các bạn. Mấy anh em đang ngồi nhậu ở đây nha các bạn. Mấy anh đấy là ba người đi đâu ông cũng rất các bạn nha. Đấy. Chào các bạn nha, đấy video mình tới đây là kết thúc rồi các bạn ơi. Đấy anh em chuẩn bị đi về rồi, giờ 3 giờ rồi các bạn ơi. Rồi chuẩn bị dâm dẹp đấy, chỗ này là đi về. Nếu các bạn thấy video mình hay và nhớ ủng hộ cho mình tiếp tục làm cho các bạn các video khác để các bạn theo dõi nha các bạn. Xin chào các bạn, hẹn là các bạn trong video tiếp theo nha.